Chào mừng nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình vừa về thêm một cái dòng mà keo trong xây dựng nha anh em của hãng 3T. Đây là cái dòng keo dán chuyên dùng trong xây dựng ha. Những cái dòng này mình nói anh em dán siêu cứng luôn nha, rất là cứng luôn. Đây là cái dòng keo trong ha, nó màu trong nha, 350 ml. Rồi cái này ghi 350 ml anh em ha. Đó. Về cái dòng này á, là sử dụng đa năng nha, có cái mối dán bền chắc nè, sản phẩm có khả năng bám dính tốt hầu hết trên các vật liệu khác, kể cả gỗ, ướt hay đã qua xử lý ha. Keo 3T này là carbon 3T là rất thích hợp để dán, nhất là kim loại nè, alu nè, gạch nè, ceramic nè, đá nè và hầu hết các vật liệu ghép tấm pano nha. Có khả năng điền đầy các khe hở nha trên bề mặt vật liệu và tạo nên một cái bề mặt vững chắc. Sản phẩm này có khả năng kháng nước nha, dùng tuyệt hảo và có độ đàn hồi lâu dài ha. Hướng dẫn sử dụng vậy. Ở đây là hướng dẫn sử dụng anh em á, làm sạch bề mặt nè, dán các mối dán chưa sạch có thể làm ảnh hưởng đến khả năng bám của keo ha, cắt vòi gắn vào súng bơm thành, thứ nhất là thành vệt hoặc là chấm nha. Rồi giữ, ví dụ các mối ghép chúng ta giữ là bằng dây hoặc là đồ kẹp gì đó cho nó giữ lại, cho nó khi mà keo nó chết hoàn toàn thì nó mới khô được. Cái dòng này thông thường anh em có để ý, nó keo này nó khô tầm khoảng 12 tiếng đến 24 tiếng, anh em khỏi đó nó mới khô được tùy theo điều kiện thời tiết đó nha. Thì theo bên hãng họ test cái này anh em là nó có thể chịu chịu tải được là hai, khi mà dán một cái viên gạch vô á, đây nè, ví dụ như đây anh em dán một cái viên gạch nào vào cái bức tường nha, thì nó có thể chịu tải được là 40 4 2 bình nước. 2 bình nước thì nó tương đương với là 40 kg. Đó, nó dán vô rồi đó, đây. Nha, đó nó dán vô nè em ơi. Nha, cái này có hãng nó đưa cho mình ha. Đó, nó dán vô rồi nó treo được hai bình nước là 40 kg. Công nhận mình thấy nó cũng khủng ha. Rồi giờ để qua tới mình test thử coi như thế nào. Nha. Đó, nó treo một bình xong rồi nó treo thêm bình nữa, ok đó anh em xem ha, một bình nè, tại video này nó làm hơi nhỏ đó nè, đó hai bình ha. Rồi ok, thì với giá tiền anh em chỉ có 65 ngàn cho một tiếp như thế này nha, 65 ngàn một tiếp thôi, nó là màu trong. Giờ mình sẽ đi test cho anh em ha. Đây ok, giờ đi sẽ test thử nha, giá rất rẻ luôn, 65 ngàn tiếp thôi. Rồi tiếp tục anh em ơi, thì khi mà mình khui keo ra nè, trong đây nó có thêm cái màng nha, anh em phải chọn cái lỗ đây nó lủng đi nha, thì anh em mới xài được nha. Đó, ở trong đây nó có một cái màng nữa, cắt ra xong rồi ha, cái keo này nó màu trắng trong mà nó dẻo lắm anh em ơi. Thấy giống mình thấy giống y chang cái dòng mà trên thị trường nó có đó anh em. Đó bây giờ mình sẽ gắn vô ha. Đây. Thì trong cái video này mình sẽ test ở cái dạng là, thứ nhất á là mình sẽ dán này lên miếng sắt nè, lên sắt rồi mình sẽ chờ nó khô mình test thử cái chịu lực như nào. Thứ hai đó mình dán này lên đây, dán này lên cái miếng này nè, rồi mình sẽ test thử coi có nó chịu lực như thế nào nha. Đó thì trước tiên mình sẽ đi dán cả hai này cho anh em cùng coi nha. Đây keo đây nè, trong suốt luôn nè, đó anh thấy không. Rồi đây, đây nè, ổ nó dẻo dẻo luôn á, anh em thấy không, đây nè, đó rất là dẻo nha. Đó, ok, hồ keo này chắc thấy cứng cứng dữ rồi. Rồi anh em dán thì mình phải cho nó có thời gian đủ đi nó khô nha. Thứ hai nữa mình để mặt thẳng ngang thì không cần kẹp lại, nhưng mà nếu mình để hoặc đứng hay gì đó thì phải kẹp lại để cho nó chạy, không có chạy xuống ha. Rồi thứ hai là mình sẽ dán cái này lên cái cánh cửa, rồi mình sẽ chờ cái thời gian nó khô mình test coi nó có cứng như thế nào không nha. Đây dẻo lắm anh em, nó dẻo luôn á,
Hàng này chất lượng thiệt. Sản phẩm nào mà ba tên anh em nó sạc thời gian biết ha. Rồi bây giờ mình dán lên đó. Vào đây. Đây, em cửa nè. Đó. Em ha. Đây. Dán vô đây nha. Ok. Khi nào dán cứng quá gỡ không ra không chặt. Anh em chờ xíu lấy cái cạo cái. Đây. Mình phải giữ lại nha. Dán đứng về mặt đứng về phải giữ lại. Em hơi nhiều đó nha. Rồi ok, bây giờ mình chờ để 24 tiếng nha, qua ngày hôm sau đi. Hôm nay bây giờ là rồi, tạm thời để đó ở đó, ở đó nha anh em. Quay lại bây giờ tạm thời mình sẽ kéo thêm một cái đường nữa cho anh em coi ha. Ở đây keo đây để làm chi, để khi mà nó khô á mình coi nó dẻo quá nào. Đây nó keo rồi nè nha, nó rất là dẻo luôn nha, dẻo dẻo luôn nè đó. Thấy không anh em, có độ dẻo ghê chưa, nó keo nè đó. Ồ bây giờ cứng rồi nè, kéo ra có vô, bây giờ là nó độ đàn hồi nó cứng rồi nè anh em đó, rất là cứng luôn nè đó, anh em thấy không đó, anh em thấy không, kéo ra có vô bắt đầu nó cái độ nó nhiều lên rồi nè, rất là nhiều luôn nha. Wow, keo này xịn thiệt đó. Nó như vậy thì nó mới độ kết dính nó mới cao nè. Giá hiện tại giờ cũng khá rẻ đâu, có 65.000 tiếp thôi nha. Trong khi đó anh em mà mua Apollo thì nó mắc tới 70.000 luôn. Thì hiện tại bây giờ cái dòng này thì nó ồ nó dính quá trời luôn ha đó. Khi mà anh kéo nó vô vậy là nó bật. Ôi trời, ồ nó dính cứ ngắt luôn anh em ơi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chờ thời gian cho nó khô rồi mình sẽ quay lại nha. À, bây giờ là 10 giờ anh em á, 10 giờ nè. Đó, 10 giờ ha. Chủ nhật ngày 12 tháng 2. Rồi hẹn anh em chờ nó khô nha, quay lại. Rồi tiếp tục anh em á. Thì sau khi nó khô được 22 tiếng anh em. À, đúng 22 tiếng luôn á. Bây giờ là 8 giờ sáng ngày hôm sau ngày 13 anh em nha. Đó. Ok. Thì bây giờ mình sẽ thử cái keo này cho anh em coi ha. Nói chung là nó khô có đạt được đây nè. Ngày 13 ha. Đó, 13 tháng 2 8 giờ sáng ha, 8:15. Cái keo này sau khi nó khô á là nó ủa cái này nó cứng lắm á nha. Đây nè, mình bảo đảm cho anh em luôn, đứng không bao giờ nó rớt, nó cứng ngắc luôn. Đó. Chút xíu mình đứng lên hai cái thành này cho anh em coi nha. Gạch mà dán kiểu này nó là nó cứ ngắt luôn nha, keo này cứng lắm. Mà quan trọng là cái gì không, cái này nè, đây nè, đây đó. Bây giờ mình sẽ đu thử nha, trọng lượng của mình khoảng 70 kg. Cái miếng sắt này nó sẽ dán cái bề ngang này tầm khoảng có 2 phân thôi nha, chiều dài như đây nè. Ví dụ anh em cái diện tích càng rộng anh em dán vô càng cứng nữa đó. Thì bây giờ nó nằm ở đây ha, chừng như đây nó không có gì hết rồi nha, ở trên đây cũng không có đường đầu đu nè đó. Dạ, mình sẽ đi làm thực tế cho anh em coi ha. Thì trước khi thực tế thì anh em coi đi ha, ở đây chỉ dán keo không thôi nè nha, không có bắt ốc gì nha. Trong đây như nè, đây nha, láng bon rồi ha, không có ốc gì đây hết nè, mình chỉ dán keo không thôi. Đó, keo nè nha, cái viền keo nè, keo trên keo dưới ha. Đó, ok nha, không có con ốc gì bắt vô hết, mình sẽ đu thử. Ok nha. Rồi tiếp anh em ơi, bây giờ mình đu lên nha. Bây giờ nó cái này nó gần quá, không có quay hết cái cảnh anh em thấy được. Mình sẽ quay đây mình co hai chân anh em coi ha. Coi nó không nào, đủ khăn ha. Đó. Bây giờ nè, thấy không? Đứng nha. Lên nha. Lên rồi. Đây, anh em cút ra coi dữ nữa sao. Đó. Ok. Thấy không? Đây nó nè. Nha đây nè, đưa để vô nha. Co hai chân lên.
Đây. Ok. Rồi ở dưới không có gì nha anh em. Trời nó đuối quá. Đó ở dưới nè. Nha, không có gì nha. Ôi da. Ở trên nè. Công nhận keo này cứng giả man thiệt chứ. Rồi, lần nữa nè. Đây. Đu lên nha. 1, 2, 3. Ok. Rồi, được rồi anh em ơi. Mạnh quá. Đó, ở dưới nè, không có. Nha, quay lên trên. Rồi, anh em xung quanh đây. Mình là 70kg anh em á, 69kg mà đây nè. Cái dáng có như đây thôi. Dài như thế này nè. Đó, anh thấy không? Không có ốc ác gì nha. Ở trong nè. Đây. Đây nè, không có một cái con ốc gì đây hết ha. Đó, nó thẳng băng này nè. À, để mất công anh em nó bắt ốc nó mất công. Đây. Ha, thực tế nha, không có con ốc rồi luôn. Nha, rồi trong này. Đó. Chỉ có keo thôi. Còn nguyên luôn nha, không có xê dịch gì luôn. Ở trên còn nguyên nè, ở dưới nè. Ha, ở dưới nè. Anh em thấy không? Nó không có một cái xê dịch gì thế ha. Đó, chứ không có xê dịch chạy xuống nha. Dán kim loại vào trong đây thì mình thử đó là bản thân mình không là gần 70kg nè, mà có chút xíu vậy thôi. Độ dài này khoảng có 1,5 tấc anh em nha. Vô độ dài 1,5 tấc bề ngang khoảng như đây. Mình dán vô cái mà để 22 tiếng thôi là cứng ngắt. Mình đu nó thôi mình rớt luôn á. Là anh em biết nó cứng cái nào rồi nha. Cái này chỉ có gõ tán ngang nó tạo lực tức nha, chứ mình chịu cái lực ấy là nó chịu lắm. Anh em nào mà làm alu nó cực kỳ ngon. Rồi qua bên đây. Bên đây thì với cái này thì bảo đảm anh em cứ ngát rồi. Mình dán nguyên cái miếng này thì nó đứng làm sao mà nó gãy được anh em nha. Đó. Nguyên cái miếng này thì anh em biết dán gạch thì rất là cứng rồi nha. Thử đứng anh em coi ha. Đấy. Ok, thử coi. Anh thấy không? Rồi được ha. Đây. Đứng thử nha. Đấy. Ok ha. Đây nè. Nha, ngon lành. Đó. Đặt dán này không bao giờ rớt ổ đâu anh em ơi. Cứng ngắc luôn, quan trọng là mình à. Đó, ok nha, đứng lắm. Rồi tiếp theo cái này thì nó bây giờ nó mình sủi mình lắp hôm qua nè. Bây giờ cái này rất là cứng luôn nha, cứng ngắt luôn anh em. Nó cứng không phải là nó khô queo đâu nha, mà nó vẫn có cái độ dẻo dẻo của cái keo này nè anh em nè, mà nó bám cực kỳ cao nha. Đây nè, nó chứ nó không có giòn. Anh em để ý keo mà nó dán nó khô nó giòn hơn thường, nó không có dính đâu. Thấy keo dán sắt 502 không, nó giòn thiệt ấy, nhưng mà nó đâu có cứng. Còn keo này là nó có độ đàn hồi nè, đây nè, đây là độ đàn hồi nên em, nó mềm mềm nè. À, giống silicon này thôi, nó mới mà mềm mà keo này cứng dữ lắm, giả man luôn á. À, top 1 bán chạy nhất của hãng luôn á nè, rất là chạy luôn. Với giá tiền chỉ có 65.000 cho một cái tip như thế này thôi. 65.000. Quá trời rẻ luôn anh em ơi. À, quá trời rẻ luôn. À, cứng ngắt. Đối với mình đu mình đứng như vậy thì anh em nào mà làm trong ngành ví dụ như cái bảng hiệu nè, rồi dán gỗ, gạch, đá hay là cái gì gì đó ha, cực kỳ cứng. Những cái đá như này anh em mà dán vô cái rồi thì giả man luôn, cứng cực kỳ luôn. Và anh em để ý cái keo này á, nó cái độ mà keo á, nó dính ghê lắm á nè. Đây nè. À, anh em thấy nè. Đây. Mình bóp tới bóp luôn ha, này nè, lúc đầu keo dính vậy nha. Qua mình thử cái này mà đá một lát hả, nó còn dính ác nữa. Đó, anh em thấy càng nghi càng nhiều không? Đây. Đó, thấy chưa? À, anh em nhìn nhiều nè đó. Ok ha. Ở càng ngày nó cái độ kết dính anh em càng cao luôn á, khi mà nó anh em bây giờ bắt đầu nó bắt đầu nặng tay đó, nặng tay đó anh em nha. Đó,
Cái hãng Pate này thì nó đi sau nhưng mà nó làm những sản phẩm rất là chất lượng luôn anh em nha. Trước đó thì dụ những cái hãng Apollo hoặc là nhày nọ đó, Apollo hiện tại vậy hàng nhái hàng giả cũng có ha, mà chúng ta xài những cái dòng keo như thế này đi ha, chất lượng rất là tốt anh em ơi, về là để là cứng ngắc luôn rồi đó. Ok nha, chỉ có 65.000 một tiếp keo thôi anh em ơi nha, 65.000 thôi, về chúng ta muốn dán gì chúng ta dán nha, 65.000 cho một cái tiếp keo thôi, rất là cứng đó. Rồi anh em nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại dưới mua hàng nha, giá tại cửa hàng chưa còn ship, hàng đang có sẵn bên cửa hàng luôn. Rồi, cảm ơn em nhé, xin chào và hẹn gặp lại.